Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 dự đoán trí tưởng tượng và sự sáng tạo của những người bạn sẽ bùng nổ vào năm 2020. Điều này có thể mang đến cho bạn nhiều cơ hội hơn và cũng có nhiều áp lực hơn khi mà đưa ra những ý tưởng đó vào thực tế. Nhiều trường hợp rơi vào tình trạng lo lắng về vận may, sức khỏe cũng không được tốt lắm. Những người làm việc với các thiết bị kim loại sắc nhọn hoặc là những người lái xe thì nên đặc biệt nhận thức được những nguy hiểm tiềm ẩn. Sự nghiệp may mắn đang tỏa sáng trên bạn, bạn sẽ đạt được vị thế trong giới kinh doanh. Mệnh chủ sẽ có số đào hoa có ở khắp mọi nơi xung quanh, hãy tránh nó. Những người độc thân thì sẽ có thể gặp được người yêu trong mơ. Đối với những người đã kết hôn thì khuyên bạn không nên có tình cảm bên ngoài. Bạn phải kiểm soát sự nóng nảy của mình, nếu không sẽ có những tin đồn hoặc thậm chí là các vụ kiện. Bính Dương Hỏa gặp canh Dương Kim là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong năm Canh Tý 2020 này, đối với những mệnh chủ tuổi Bính Thìn sẽ có những khó khăn trong cuộc sống. Tuổi Bính Thìn sẽ gặp một chút trở ngại nhưng sẽ nhanh chóng vượt qua. Phúc tinh giáng chiếu, đây gọi là sao cát lành đến với những gia chủ tuổi Thìn. Phúc tinh giáng chiếu chứng tỏ bạn đang có được cuộc sống no đủ. Tuy không phải phù trợ cho mệnh được giàu sang phú quý, nhưng cuộc sống tuổi Thìn năm 2020 được no đủ, không cần lo về việc ăn uống. Mệnh chủ tuổi Thìn sinh năm 1976, nạp âm ngũ hành là sa trung thổ, phần lớn là người thông minh lanh lợi, thân tâm vất vả, trung niên bắt đầu hưng vượng trong sự nghiệp. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ thổ tương hợp, do vậy trong năm này mệnh chủ cần hết sức chú ý tới các bệnh liên quan đến đường ruột, tim mạch. Đối với những người mới lập nghiệp, những người công chức, năm nay là một năm thuận lợi hợp tác liên doanh, mở rộng phát triển trong công việc, sẽ gặp được quý nhân giúp sức. Nếu như kết hợp dùng pháp khí phong thủy Phi Long Thất Trinh Đổ Trận hoặc đồng hồ chim công để tăng vượng quý nhân, con đường tiền tài cũng được mở ra. Về tổng quan vận hạn của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm Canh Tý 2020, sao chiếu mệnh và vận hạn của năm tuổi Bính Thìn 1976 nam mạng là 45 tuổi, bị sao Mộc Đức chiếu mạng, hạn Huỳnh Tuyền và vận niên xả hãm tỉnh. Người có sao Mộc Đức được kết tinh như là sao Thái Âm, việc làm ăn phát đạt và thuận lợi, vì thế việc dựng vợ gả chồng cho các con sẽ rất tốt, mọi chuyện đều được hanh thông. Đặc biệt vào tháng 10 và tháng 12 âm thì sẽ rất tốt, bởi Mộc Đức thập nhị trùng lai. Tuy nhiên thì người nam giới hay bị đau mắt, còn nữ giới thì hay bị đau máu huyết. Hạn Huỳnh Tuyền thì chủ về sức khỏe, chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, say sẩm. Kinh doanh kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước. Đặc biệt, không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Xà hãm tỉnh là rắn bị nhốt dưới đáy giếng. Năm nay, đề phòng bị tai nạn đi xe phải chú ý cẩn thận, không nên đi cùng xe với người có hạn giống như mình. Nếu biết kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thì việc gì cũng có thể làm xong. Nhược bằng vội vàng hấp tấp sẽ là dục tốc bất đạt. Công việc kinh doanh làm ăn nên giữ nguyên như cũ, hạn chế thay đổi, kiêng đi xa. Công danh không có gì mới nên làm theo hướng cũ, dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Tình duyên bình thường, phòng nghi kỵ khẩu thiệt. Sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 nữ mạng là 45 tuổi, bị sao Thủy Diệu chiếu mạng, hạn Toán Tận và vận niên xả hãm tỉnh. Sao Thủy Diệu chủ về tài lộc hỷ, không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói, nhất là đối với nữ giới. Nếu không, sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Những người bị sao Thủy Diệu chiếu mạnh thường kỵ vào tháng 4 và tháng 8 âm, khá giống với sao Thổ Tú. Người xưa có câu Thổ Tú Thủy Diệu, tứ bát ai. Nhưng nếu xét kỹ thì người bị sao Thủy Diệu chiếu mạnh có kiết có cả hung. Đối với nam giới, việc làm ăn sẽ được thuận lợi hơn là nữ giới. Những người có hạn Toán Tận trong năm này sẽ bị mất tiền bạc, của cải mà không được dự tính trước được. Tai họa sẽ bất ngờ ập đến với gia chủ. Trong đó, có hai nguy cơ cao nhất, đó là bị cướp bóc. Và thứ hai, đó là chung vốn làm ăn cùng nhau đi khai thác lâm sản và gặp phải tai nạn bất ngờ, thiệt hại rất lớn về tiền của.
hạn toán tận thì rất kỵ đối với nam giới. Những tai nạn thường xảy ra là dạng đột ngột, bất khả kháng và cũng khó có thể đề phòng, ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sa hãm tỉnh là rắn bị nhốt dưới đáy giếng. Năm nay đề phòng tai nạn đi xe, phải chú ý cẩn thận, không nên đi cùng xe với người có hạn giống như mình. Nếu biết kiên nhẫn chờ thời cơ thì làm việc gì cũng có thể xong. Công việc kinh doanh làm ăn thì nên giữ nguyên như cũ, hạn chế thay đổi, kiêng đi xa. Công danh thì không có gì mới, nên làm theo hướng cũ, dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Tình duyên bình thường, phòng nghi tị, khẩu thiệt. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc Thân, Tý, Thìn, Hóa, Thủy vào các tháng Thìn, Thân, Dậu, Hợi, Tý, tương ứng với đó sẽ là những tháng 3, 7, 8, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần chú ý khi chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là kết hợp với mệnh chủ tuổi Tý thì đi chọn ngày hoặc giờ là Thân, và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với mệnh chủ tuổi Thân thì sẽ chọn ngày giờ là Tý. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc Bính hợp Tân, Hóa, Thủy vào những tháng Thìn, Tị, Mùi, Thân, Dậu, Hợi, Tý, tức là các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 âm lịch. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là Tân, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi Tân như là Tân Dậu 1981, Tân Mùi 1991, Tân Tị 2001, Tân Hợi 1971, Tân Sửu 1961. Tuổi Thiên Lộc. Thiên Lộc mang lại tài lộc, may mắn về mặt tiền tài, tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, đó là Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Kỷ Tỵ 1989, Tân Tỵ 2001, Quý Tỵ 1953. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh chồng con. Dương Quý Nhân của Bính Thìn sinh vào năm 1976 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Kỷ Hợi 1959, Ất Hợi 1995, Tân Hợi 1971, Đinh Hợi 2007 và Quý Hợi 1983. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Bính Thìn 1976 sẽ là Dậu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Tân Dậu 1981, Đinh Dậu 1957, Ất Dậu 2005, Kỷ Dậu 1969, Quý Dậu 1993. Do Thìn Tuất là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Tuất. Nếu tiến hành thì cần có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra thì Dậu Thìn thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi những mệnh chủ tuổi Dậu trong trường hợp này sẽ rất cát lợi. Tuổi Thiên Mã liên quan đến phần động, vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí như là lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ là Dần, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Bính Dần 1986, Giáp Dần 1974, Mậu Dần 1998, Canh Dần 1950, Nhâm Dần 1962. Vị trí cung tài lộc và cung quý nhân trong trạch đất: Tỵ tại phương vị Đông Nam 157,5 độ, Hợi tại phương vị Tây Bắc 337,5 độ, Dậu tại phương vị Tây 277,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý luôn luôn giữ được sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Xét đến kim lâu thì năm 2020 Canh Tý, gia chủ 45 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976 nên phạm phải hoang ốc.
Xét đến tam tai thì mệnh chủ Bính Thìn sinh năm 76 cần tránh các năm tam tai Dần, Mão, Thìn. Năm nay là năm 2020, cách tính tam tai thì gia chủ sẽ phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên nếu có xây dựng mới thì gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 nam mệnh sẽ không nên đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu có thể tiến hành xây dựng mới, cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Đối với nam mạng thì sẽ thuộc cung Càn Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là Tây Bắc Phục Vị, Đông Bắc Thiên Y, hướng Tây Nam Diên Niên và hướng Tây là Sinh Khí. Ngoài ra, sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu của Đông Tứ Trạch, đó là hướng Đông Nam Họa Hại, Nam Tuyệt Mệnh, Bắc Lục Sát, Đông Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Bính Thìn sinh năm 1976 cung Ly Hỏa, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của Đông Tứ Trạch là Nam Phục Vị, Đông Nam Thiên Y, Bắc Diên Niên, Đông Sinh Khí. Ngoài ra cần tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch là Đông Bắc Họa Hại, Tây Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Nam Lục Sát, Tây Ngũ Quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tự quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, nản chí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa tự quái là ly. Chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim tự quái là đoài, phạm cùng tuyệt mạng, có thể bị tự tuyệt, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, khó khăn, tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những nhà không hợp hướng, phạm vào lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy tự quái là khảm, chủ về thị phi khiến cho tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà ở hợp với hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông tự quái là chấn, chủ về nhân ái tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách hứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này thì rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty, nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim, hướng Tây Bắc tự quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lộc xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp được thiên y thuộc sao Cự Môn Thổ chủ quản tại hướng Đông Bắc, tự quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 cần phải chú ý chọn được cho mình hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi để công việc được hanh thông, may mắn và viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà quý gia chủ sẽ cần phải lưu ý nhiều hơn. Đầu tiên đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ giữ được và tích trữ trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường thì cần phải đặt vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ.
vị trí đặt thì nên được đặt vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Kết quả tài lộc cho năm 2020. Năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm, nên mệnh chủ cần phải chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau, nên các vị trí này mệnh chủ không cần quá chú trọng để ý nhiều. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy, người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ, trang nghiêm. Anh chị hãy theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi ở trên kênh nhé. Thường thì việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí sẽ cần tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát. Tại phương vị quý nhân của mình thì gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xa xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải hòa hợp, nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa, sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh như cây ngọc ngân trong phong thủy. Có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, là loài cây mang đến sự may mắn, thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân thì có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng, xen lẫn nhau hài hòa tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành, tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây kim ngân theo quan niệm của người Đông Phương là loài cây thu hút tiền tài, bởi vì kim ngân có ý nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau, nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng, có ý nghĩa trong phong thủy mang đến may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những gia chủ tuổi Bính Thìn. Cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để có thể tăng cường vận khí mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp cho mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ từ thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn thành công trong cuộc sống.